Hy vọng với bài hướng dẫn đi lại ở Singapore này, các bạn đi du lịch ở Singapore tự túc sẽ có được những sự dễ dàng. Hy vọng với bài hướng dẫn đi lại ở Singapore này, các bạn đi du lịch ở Singapore tự túc sẽ có thể dễ dàng đi lại mà không cần phải hỏi han người dân bản địa. Nếu có khó khăn gì, các bạn có thể hỏi người dân, họ sẵn sàng vui vẻ giúp đỡ các bạn. Người dân ở Singapore thì khá nhiệt tình. Đây là một khung cảnh thực tế ở đường phố của Singapore, ở một chiếc xe bus một tầng ở bên dưới. Thì như đã giới thiệu, ở Singapore thì có hai loại xe bus chính, đó là xe bus một tầng và xe bus hai tầng. Nó phụ thuộc vào từng quãng đường có lượng khách đi lại nhiều hay ít thì họ sẽ bố trí những chiếc xe bus một hoặc hai tầng sao cho phù hợp với lưu lượng khách ở cái quãng đường đó. Thường ở Singapore thì sẽ sử dụng xe bus hai tầng để di chuyển trên những quãng đường dài. Cái số ghế ngồi tầng 1 và tầng 2 có thể đủ để cho rất là nhiều người lên cùng một lúc trên một chuyến. Và đặc biệt thì cái tầng trên của cái tầng 2 của những cái xe buýt 2 tầng này, thì họ có cái công nghệ đó là đếm ghế ngồi. Do vậy khi chúng ta lên xe buýt, khi chúng ta muốn lên di chuyển lên tầng 2 thì chúng ta có thể nhìn được số ghế còn trống là bao nhiêu để chúng ta có thể lựa và lên. Nhưng mà thường số ghế trống ở trên tầng 2 rất ít khi đầy, bởi vì tầng 1 cũng đã khá là rộng rãi rồi. Đó. Cái vé đi lại ở những chuyến xe buýt ở Singapore thì chúng ta thường sử dụng đó là cái thẻ EasyLink. Cái thẻ này thì chúng ta nạp thẻ và sử dụng bình thường, nạp trước. Và cái thẻ này thì có quy định dành cho người Singapore, và dành cho người Singapore thì có giá khác so với những cái du khách hoặc là những người lao động sinh sống ở bên Singapore. Cái thẻ này cũng sẽ có cái thẻ riêng dành cho sinh viên học sinh cũng như là trẻ em nhỏ tuổi, thì cái phí đi lại của họ khi sử dụng cái thẻ này sẽ rẻ hơn nhiều so với những cái phí sử dụng những thẻ tiêu chuẩn bình thường. Thì tất cả những anh chị em đi du lịch cũng như là đang sinh sống làm việc ở bên Singapore mà không phải người dân Singapore hay cũng không phải thuộc diện học sinh sinh viên thì bạn phải chịu cái mức thu phí bình thường nhé. Thì đây là một quãng đường tại một con đường cao tốc của Singapore. Các bạn nhìn thấy cây cối cũng như khung cảnh ở bên này rất là xanh sạch đẹp. Đây là một trong những cái view của Singapore nói lên tất cả. Thì những cái phương tiện di chuyển trên những cao tốc của Singapore thì được tuân thủ chấp hành rất là đầy đủ những cái quy định về tốc độ cũng như là làn đường và cái từng loại xe di chuyển khác nhau. Đường cao tốc của Singapore thì được phân chia làm rất là nhiều làn khác nhau, thường là từ 4 đến 5 làn trở lên. Và đặc biệt các bạn lưu ý là tất cả những đường cao tốc của Singapore trong nội thành thì phần lớn đều có một làn ở bên rìa đường, đó là làn khẩn cấp. Thế là các phương tiện gặp sự cố gì thì các bạn có thể sử dụng cái làn này để dừng đỗ xe chờ cứu trợ đến, hoặc là chúng ta có thể sửa chữa kiểm tra xe ở tại những cái làn đợi làn chờ này. Bên Singapore thì họ đang thúc đẩy cái ngành xây dựng dân dụng cũng như là ngành xây dựng về cầu đường rất là lớn, bởi vì chính phủ Singapore đang cố gắng làm sao xây dựng một cái mạng lưới di chuyển bằng tàu điện ngầm đến tất cả những cái địa điểm khác nhau tại Singapore. Họ đã cố gắng lập lên một kế hoạch làm sao để xây dựng tất cả những tuyến đường ngầm tàu điện có thể giúp cho hành khách cũng là người dân đến đạt đến hoặc là có thể di chuyển đến những cái vị trí đó một cách dễ dàng, thật thuận tiện. Đó. Các bạn nhìn thấy khung cảnh ở đây thì toàn bộ đa phần là cây xanh và đường cỏ. Chính phủ Singapore thì rất chú trọng vào cái việc phát triển cây xanh để làm sao tạo nên một cái môi trường hài hòa giữa thiên nhiên và con người, không có bị quá bức bối tại một cái đất nước công nghiệp phát triển như vậy. Ở Singapore thì chỉ có hai mùa, đó là mùa nắng, mùa hè và mùa mưa. Do vậy mà không khí ở đây thường duy trì từ 25 cho đến 35 độ. Singapore không có mùa đông. Cái không khí thời tiết ở đây thì đa phần là nóng, nắng. Do vậy mà họ bắt buộc phải
phân phối cũng như là chăm chú phát triển những cái thảm thực vật nhân tạo. Như các bạn đang nhìn thấy, để cố gắng là cân bằng lại không khí nóng khô ở bên Singapore. Ở Singapore thì họ sẽ tập trung phần lớn ở tại những khu dân cư như thế kia, bởi vì đất Singapore thì cũng khá chật hẹp rồi. Ok, thì mình xin được kết thúc cái video tại đây. Hy vọng những cái chia sẻ của mình sẽ mang lại những kiến thức hữu ích cho các bạn.